Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều bạn trẻ đã viết thư, gửi email đến cho chương trình muốn bày tỏ sự quan tâm của mình đối với chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Và chúng tôi cũng đã được nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp để chương trình ngày càng một thu hút hơn, hấp dẫn hơn. Nhưng ở đây tôi muốn xin thay mặt những người làm chương trình muốn bày tỏ với quý vị và các bạn, những người đang quan tâm tới chương trình, rằng thu hút hay hấp dẫn đó là tình cảm thật. Hấp dẫn hay thu hút đó cũng chính là những xúc động thật của những người tham gia chương trình. Và tôi nghĩ rằng quý vị và các bạn cũng đang đồng hành với chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Ở số trước thì không ngoài dự đoán của Sue Black là sẽ xuất hiện một thành viên mới, sẽ cùng hành trình với tất cả các bạn còn lại. Cổ điệu thì sẽ làm cho không khí nó tưng bừng sôi nổi hơn. Đúng. Các bạn nghĩ thế nào? Quá đúng con gì nữa. Quá đúng rồi. Vâng. Còn em thì thấy chàng Kiss đào hoa của chúng ta bây giờ đã bớt buồn rồi, có thể nói là có thể hòa nhập cùng với mọi người rồi. Đấy là phỏng đoán thôi, tôi thấy cậu vẫn buồn xa vời lắm. Tôi đang thấy có một cái sự xuất hiện thêm một mối quan hệ có vẻ như là tay ba, đó là giữa Bảo Hiểm, Long Râu và bé Điệu. Đấy, mà ấn tượng nhất là cái cảnh câu cá rồi thì nướng cá, đúng không? Rất là thú vị. Có lẽ là chúng ta phải xem tiếp xem là Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim đưa chúng ta đến đâu. Nào, chúng ta cùng xem. Đến lúc này, tình cảm cũng chất và sóng ngày càng gắn kết hơn. Kiss đã dần nguôi ngoai ký ức về Hòn. Nhí vẫn hướng về Kiss nhưng chưa bộc lộ. Sự xuất hiện của bé Điệu làm Long Râu và Bảo Hiểm sôi động hẳn lên. Liệu trong các chàng trai còn lại, ai sẽ là người lọt vào mắt xanh của cô bé này? Chuyến xe màu hồng sẽ đưa các bạn trẻ tới thành phố Sơn La, một thành phố trẻ đang vươn mình với nhiều tiềm năng mới. Quan hệ giữa chất và sóng liệu có gì đột biến? Bảo Hiểm và Long Râu, ai sẽ chiếm được cảm tình của bé Điệu? Chúng ta hãy chờ xem. Xe vừa đến khách sạn, anh chàng võ sư Bảo Hiểm lại tiếp tục gây ấn tượng với bé Điệu. Với những chiếc vali quá khổ, quá tải như thế này thì chỉ có tầm cỡ võ sư như anh chàng Bảo Hiểm mới có thể làm được. Nhưng không, lại một lần nữa, anh chàng lại làm gãy quai vali. Ủa sao nó lại gãy? Ông này bẻ ra. Liệu đây là sự vô tình hay cố ý của Bảo Hiểm? Hai lần nhiệt tình đều là hỏng vali của người ta rồi. Đấy, hai lần rồi, không biết là còn lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm nữa thì hỡi những người, hỡi các bạn chuẩn bị tham gia chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim, nếu ai tham gia mà lúc đó anh Bảo Hiểm vẫn còn cùng hành trình với chúng ta thì đừng giao vali cho anh ấy, chúng ta tiếp tục. Hôm đó, một chuyện đặc biệt kỳ lạ đã xảy ra lúc nửa đêm trong nhà nghỉ. Anh có điều này muốn nói với em. Anh rất tiếc vì hồi chiều anh đã sơ ý làm hư cái giá kéo của em. Yeah. Không có gì đâu, em đâu có nghĩ gì đâu. Anh nghĩ rằng anh sẽ đền cho em. Yeah. Không. Và sau này nhưng mà trước mắt thì anh chưa biết phải làm gì hết. Anh rất là tiếc, anh muốn nói với em là anh rất tiếc. Yeah. Anh có một phần quà nhỏ thôi. Yeah. Anh tặng cho em. Đây là món quà anh tự tay anh làm á. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn nha. Ok. Good night nha. Dạ. Yeah. Good night. Thì hình như là anh chàng Bảo Hiểm này có cảm tình đặc biệt với bé Điệu. Bởi vì lúc trước cũng làm gãy vali của một bạn nữ rồi, nhưng mà cũng đâu có hối hận và cũng đâu có cái cách tặng quà rất là dễ thương như vậy đâu. Mà lần này thì có lẽ làm cho cô bé này hơi ngại, hơi bất ngờ và cũng có một chút sung sướng. Nhưng mà chưa chắc đâu nha, tại vì nhiều lúc như này, cái sự đón nhận của cô này thì đang nghĩ rằng là một người
cùng hành trình với mình mà. Đó, đấy là chưa có nghĩ gì đâu. Cô này lạnh lắm, tóm lại là đón nhận cũng không lạnh đâu. Bất ngờ nhưng mà không quá gì. Cô này cũng có một cái thân hình cũng vạm vỡ. Nhưng mà tôi nghĩ không lạnh đâu, nóng lắm đấy. Có họ với chị không ạ? Có. Chúng ta xem về cô ấy nghĩ như thế nào. Nào, chúng ta xem tiếp ạ. Cũng đêm hôm đó, một sự kiện đặc biệt khác cũng xảy ra. Làm gì vậy? Mà đã ngủ sao gặp anh được? Đã ngủ đi hả kìa? Mấy nay nặng quá đấy mặt ngủ. Tặng em đi. Biết lý do gì không? Cái gì? Muốn biết lý do gì không? Lý do gì? Biết hôm nay ngày gì không? 20 tháng 11 Đơn giản chỉ vậy thôi, không liên quan gì đâu. Thực sự là từ bữa gặp em giờ anh mới hiểu được thế nào thế là tình yêu. Chính vì lý do đấy thì nó quá quá hoa này. Thì lúc đó gặp em mới hiểu thế nào là tình yêu Đúng rồi, mới hiểu thế nào là tình yêu. Và bó hoa này là lý do có cái đó. Thôi nha, đi ngủ nha, anh về đây. Đi, sao bị la đấy? Ủa? Sao? Dám tặng bông cho em, không sợ la. Thôi ngủ đi nha. Sao? Sao? Không có gì hết, vui quá chứ sao? Vui quá hả? Em vui đơn giản đó, bình thường nó không có chuyện gì đâu mà em phải phức tạp vào vấn đề quá. Sao? Cái bình thường đơn giản thôi. Thì em đang đơn giản nè. Đơn giản của em mình cứ phức tạp hóa vấn đề quá thành ra là nó khó nghĩ. Được chưa? Thôi ngủ đi nhá. Hôm nay đã hơi mệt rồi, mai còn tiếp tục. Thôi đi vào ngủ đi. Lạ lắm quá, vậy cho em mượn kéo đi. Cho em mượn kéo chứ không chia hôi hả? Giỡn thôi. Chặt đi nha anh áo để chục này rồi. Mười ngày rồi, bây giờ anh cho em mượn thiệt hả? Em tính giặt giùm anh. Thôi, giặt lâu khô lắm. Thôi, sao, có gì không? Thì để anh để cho anh mặc. Chỉ chấp nhận thì sao, nó bắt đầu về giặt luôn. Nhưng bây giờ giặt đây, nó bắt đầu khô. Để cho máy thì sao khô. Thôi, khỏi đi, khỏi đi, mất công đấy. Đi vào đi ngủ đi, vào đi ngủ đi. Góp ý anh ấy. Thôi, được rồi. Thôi ngủ ngoan nha em. Lê Tê Phê chết liền chứ đi. Thành công không? Quá là trông. Thất bại, chúc mừng. Em ngạc nhiên quá. Anh cười. Mọi người có thể thấy là cái lúc mà cậu thể hiện ra cái những thực hiện những cái việc ấy là cậu ấy tỏ ra rất là cứng rắn, điềm đạm. Thế nhưng khi chỉ còn lại một mình chị và mọi người có nhớ cái lúc mà đọc lá thư mà xong dắt túi xong đi tự nhiên cảm thấy
đi lại cái thứ bay 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 mà ở cái tập trước tôi nói là có nhất thiết là phải nhét cái mẩu giấy bé như thế này vào túi mà nhất thiết là phải hở rốn hai lần. Cậu này rất hay, xong xuôi đâu đấy tặng hoa xong rồi lại nếu mà đàn ông chúng tôi mà nói thầm với nhau thì chết với ông rồi. Không, tôi thích cái kiểu này, tại vì là khi mà cậu này dửng dưng á thì là cái cô kia mới hối, đại khái là hối tiếc, tưởng đâu rằng là anh chàng này sẽ bỏ đi. Đúng, nói chung là em thấy anh chàng biết cách làm cho cái không khí nó bớt căng thẳng mà cũng biết cách làm cho mình có giá hơn. Sáng hôm sau, bảy thành viên tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi tại nhà hàng Chiều Vàng Sơn La. Hôm nay, Bảo Hiểm và các chàng trai tổ chức một trò thử thách các cô gái rất lạ. Đó là khả năng đạp vỡ bong bóng. Trong tình huống hài hước này, hai nhân vật chính của các câu chuyện kỳ lạ đêm hôm trước lại tự nguyện làm nhân vật chính trong trò thử thách lòng can đảm này. Với những cú đạp như thế này, chắc võ sư Bảo Hiểm phải luyện thêm võ công mới chịu nổi. Nhí, hôm nay như biến thành một con người khác, không thể nhận ra Nhí, cô gái luôn hiền lành nép mình một góc như mọi ngày. Đặc biệt là khi nhìn những cảnh này. Hóa ra trong cô gái luôn ít nói và ít bộc lộ tình cảm này còn quá nhiều điều bí ẩn. Thế xấu quá. Phạm luật rồi. Bé Điệu luôn là trung tâm của mấy chàng trai. Lần này chắc là chuyện tình tay 4 chứ không phải chuyện tình tay 3 nữa. Sau những lúc vui của ngày hôm qua, Nhí lại trở về trạng thái im lặng. Còn chắc hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với anh kể từ đầu hành trình đến giờ, khi được tô son cho sóng như thế này. Ngay từ khi tham gia chương trình, anh chàng đã tâm sự. Với em thì em hy vọng điều đầu tiên và điều mong muốn hiện tại bây giờ em vẫn mong muốn là sẽ tìm thấy một người và sẽ đi cùng về. Thực tế, anh chàng có vẻ đã bị sóng hút hồn ngay từ những giây phút đầu tiên. Còn sóng, tính cách thật thà chất phác của chất dường như đã tạo ấn tượng tốt đối với cô. Hình như sống cũng đã có một cảm tình đặc biệt với chất. Trong nhật ký những ngày trước đó, sống tâm sự: hôm nay chất đã đỡ mình khi mình xém té xuống vũng sình lầy hôi rình. Anh ấy thà bị dơ chứ không để mình bị hôi. Bỗng dưng trong phút chốc mình cảm thấy rung động. Một chàng trai thật thà chất phác, nhiệt tình nhưng cũng rất mạnh mẽ trong tình yêu. Một cô gái trẻ trung, yểu điệu nhưng cũng rất táo bạo, rất lãng mạn. Thực sự là từ bữa gặp em giờ anh mới hiểu được thế nào thế là tình yêu. Có vẻ như họ đã và đang tìm ra được một nửa của mình. Hôm nay, chắc có vẻ đang có những suy nghĩ rất nghiêm túc. Liệu có phải anh chàng đang định đi đến quyết định quan trọng nhất trong hành trình này? Chiều tối hôm đó, chắc đột ngột gặp người lái xe của hành trình. Cố gắng lên em nhé, chúc em thành công. Dạ, cảm ơn. Tự tin lên em. Dạ, cảm ơn.
chất đã quyết định làm điều quan trọng nhất trong hành trình. Anh hẳn cũng biết, nếu sóng từ chối, chất sẽ phải ra về một mình. Nhưng chàng trai mạnh mẽ này đã quyết định. Anh có vẻ rất tự tin về quyết định của mình. Cuối cùng, sóng đã tới. Cô hoàn toàn không hề được biết trước về mục đích của cuộc hẹn hôm nay. Sóng đến với bộ trang phục giản dị nhất. Chắc không biết mục đích gì bữa nay đúng không? Biết gì đâu, biết đâu. Thực sự là không có gì. Ngay từ lần gặp em, thực sự là em đã tạo cho anh một điều thật sự bất ngờ. Em thấy anh thấy em là một cô gái xinh đẹp, năng động. Còn anh thì một anh chàng bộ đội, khô khan, cứng ngắc. Thực sự là nhiều khi anh cảm thấy mình không đủ tự tin để đâu em. Nhưng mà qua thời gian tiếp xúc thì dần dần thì hình ảnh của em đã hiện hữu trong trái tim anh. Và hôm nay anh muốn nói với em, anh cần phải có em. Anh cũng không biết là em có dành một chút tình cảm cho anh không, nhưng mà những lời anh nói thì xuất phát từ trái tim anh. Anh chờ câu trả lời của em. Em sẽ suy nghĩ. Anh sẽ chờ. Hy vọng rằng anh không phải về một mình. Khó khăn, nhưng cuối cùng chắc cũng đã thổ lộ được tình cảm ấp ủ bấy lâu. Nói chung là cũng rất là vui. Hy vọng rằng mọi việc sẽ đúng như mình mong muốn. Tình cảm của mình mà. Ngày mai cô Sóng sẽ nhận lời. Sẽ nhận lời. Thật sự em thấy em không dám đoán cặp tình nhân này, bởi vì em theo kinh nghiệm của em là em không hiểu được hai người này sẽ đi đến đâu. Có lẽ là chắc phải nhờ anh Xuân Bắc và chị Siêu chỉ dạy thêm để theo chị thì sao? Theo chị thì chị nghĩ rằng cô Sóng này thật sự chưa yêu anh chàng này. Tuy rằng là anh chàng này làm rất là nhiều việc vì cô Sóng, nhưng mà tại vì làm nhiều như vậy chứ chắc gì người ta đã yêu mình. Mà ví dụ như tôi là anh chàng này, tôi cũng đừng hy vọng quá nhiều. Tại vì hy vọng càng nhiều thì nó sẽ không thất vọng càng già. Đúng rồi, không, cảm không, ơn không, em không. Khi đã cầm chiếc vé là phải có hy vọng rồi. Còn theo kinh nghiệm của tôi, từ khi tham gia với chương trình, theo kinh nghiệm của tôi, tất cả những trường hợp như thế này chúng ta phải chờ đến sáng hôm sau thì mới biết. Đúng không? Chúng ta xem tiếp. Sáng hôm sau, nhớ
chúng ta sẽ giống như thế. Còn kiếp này, chúc em hạnh phúc. Điều cuối cùng anh chỉ muốn nói với em điều đó. Anh cũng vậy. Người sớm như thế này, hy vọng là anh em mình sẽ sớm gặp nhau. Dạ, nhau đi. Rồi. Để sẽ đi nạc nha. Buồn, nhưng chuyến xe đã lăn bánh để đi tiếp hành trình của mình. Long Râu đã tâm sự những điều rất cảm động về Chất trong nhật ký của mình. Chất khờ ơi, chính em đã dạy cho anh một điều.
đó là dám sống và dám đối đầu với thất bại. Em sống thật với con người em. Điều này là điều từ lâu anh không có. Chia tay Chất, chàng trai mộc mạc, chất phác. Em đã sống và làm theo đúng những điều trái tim em mách bảo. Đó chính là hạnh phúc khi người ta sống thật với chính mình, được là chính mình. Hành trình kết nối những trái tim luôn nhớ em. Người luôn nhiệt tình sẽ chia tấm lòng nhân ái, mộc mạc của mình với tất cả mọi người. Người như em sẽ thành công trong chặng đường phía trước. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời. Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Từ tin đến nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Thật sự ban đầu khi mà em thấy Sống cầm một hộp quà có hình trái tim thì em cứ nghĩ là mở ra sẽ là em cùng về với anh. Bởi vì hộp quà có hình trái tim màu đỏ thì nó rất là làm cho mình nghĩ đến sự đồng ý, đúng không ạ? Cậu này, theo kinh nghiệm của em ấy, thì khi cậu ấy tỏ tình, khi cậu tặng hoa và đến khi cậu xin tấm vé là cậu rất tự tin ở cái gật đầu của cô Sống. Và rồi đưa cái vé bảo là em xin lỗi thì cái anh chàng này cho đến bây giờ là không tin rằng mình có thể thất bại. Chia tay một thành viên, chuyến xe màu hồng tiếp tục đưa các bạn trẻ đi khám phá những vùng đất mới. Ở số tới, chúng ta tiếp tục đón thêm thành viên mới. Chàng trai nào sẽ đến với hành trình mới này? Tình cảm giữa các thành viên sẽ phát triển như thế nào? Liệu đã có anh chàng nào lọt mắt xanh của bé Điệu hay chưa? Tất cả sẽ có ở số tới. Chúng ta hãy chờ xem.